Hello, xin chào anh ạ. Vâng, thì trên bàn của mình hiện tại đang có hai con Xiaomi. Nếu mà anh em tinh mắt thì em có thể nhìn thấy nhá. Thực ra là nói vậy thôi chứ khó phân biệt lắm. Thì mình nói cụ thể là bên này là Xiaomi Redmi K20 này và bên này là Redmi K20 Pro. Thực ra là hai con này nó quá là nổi tiếng rồi. Mình làm clip này không phải để khoe hai con này đâu, mà thực ra ấy, ngày hôm nay mình làm một clip để hướng dẫn anh em cũng như là nói về cái bảo mật Google của những chiếc Xiaomi này. Phải nói thật là bảo mật Google những chiếc Xiaomi này nó như trò chơi ấy. Có nghĩa là nhá, cụ thể hơn ấy thì clip này mình hướng dẫn anh em cái bypass Google hay là xóa tài khoản Google hay là gọi là vượt qua cái bước kích hoạt đòi tài khoản Google để kích hoạt những chiếc máy này. Thì anh em cũng được biết là Google ở những chiếc điện thoại Android ấy thì từ Android bao nhiêu nhỉ? Android 7 hay Android 8 trở lên ấy là nếu có tài khoản Google thì nó sẽ format máy hoặc là xóa tài khoản, xóa mật khẩu ấy, thì khi vào kích hoạt nó sẽ yêu cầu tài khoản để đăng nhập đúng tài khoản mà kích hoạt được, tương tự như ai cả nào trên iPhone ấy. Thế nên nhiều anh em cũng đau đầu trong vấn đề này lắm. Có những chiếc điện thoại thì rất là khó để phá, có những chiếc điện thoại thì muốn phá thì nói chung không thể là khó. Và điều đặc biệt thì mình nhận thấy từ MIUI 9 thì mình chưa được tiếp nhận, nhưng ở MIUI 10, MIUI 11 hay MIUI 12 của những chiếc Xiaomi đấy thì phá như trò đùa luôn. Có nghĩa là mình cảm thấy bảo mật nó quá là dễ luôn, nó không khó thế nào cả. Thế là ngày hôm nay mình sẽ làm một clip để hướng dẫn cho anh em cái này nhá. Thì trước khi vào clip thì mình quảng cáo qua một chút này. Thì hiện tại bên mình có đang bán hai sản phẩm này, chắc là chỉ có bên mình có thôi. Hàng trả bảo hành full box K30 à K20 và K20 Pro giá vô cùng là rẻ nhá. K20 hiện tại mình đang bán là tầm khoảng hơn 4 triệu và K20 Pro là mình đang bán là hơn 6 triệu. Đó, anh em nào thích chơi có hình cao chứ Snapdragon 855 và RAM ngon, các thứ ngon, camera ngon thì anh em nên chọn K20 Pro nhá. Đó, nó qua là như vậy. Còn bây giờ mình sẽ đi vào này. Việc đầu tiên thì mình nói cho anh em nào chưa biết khóa tài khoản Google là như thế nào thì đây nhá. Đó, bây giờ nó bắt anh em phải đăng nhập tài khoản Google vào đây để xác minh này, anh em nhìn thấy không? Đó, nếu không có tài khoản Google là sẽ không thể nào mà đăng nhập vào được bên trong. Đó, nếu mà vượt qua được và đăng nhập thì Xiaomi sẽ báo như này: để sử dụng điện thoại này, trước tiên bạn phải đăng nhập tài khoản Google của một chủ sở hữu trên điện thoại thì mới sử dụng được. Có nghĩa là nó bắt anh em phải đăng nhập tài khoản Google của chủ sở hữu vào. Thì anh em được biết đấy, nếu mà là ROM gốc, ROM China, ROM Trung Quốc ấy, thì những chiếc máy này nó không quan trọng Google mà nó chỉ khóa tài khoản MIUI cao thôi. Nhưng mà nếu anh em dùng ROM quốc tế ấy, thì nó phải bắt buộc anh em phải có tài khoản Google gốc để anh em vào. Trường hợp bị khóa như này như nào thì nếu anh em quên mật khẩu này, màn hình mà anh em phá bằng Recovery ấy mà trong đấy anh em đăng nhập tài khoản thì nó sẽ khóa cái bước này. Hay đơn giản nói là anh em nhặt được chiếc điện thoại của người khác đi, có tài khoản Google anh em phá mật khẩu thì nó sẽ bị khóa cái bước này. Mi Cloud thì hiện tại gần như chưa có bước xóa, chưa có cách để xóa. Còn Google thì rất là dễ nha, anh em cùng xem clip này mình hướng dẫn nhá. Việc đầu tiên để phá được chiếc máy, vượt qua Google chiếc máy này ấy, thì nó chỉ có một cái thủ thuật rất là đơn giản như này này. Đó, mình nhìn thấy cái này thì mình thấy có cơ hội luôn. Anh em lưu ý đây là MIUI 12 đúng không? Đây, đây là MIUI 10, đó, 11 tương tự nhé, làm tương tự luôn. 9 thì mình chưa được làm bởi vì hiện tại mình đã hết máy chạy MIUI 9 rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ chọn vào đây này, chọn tiếng Việt nhá. Tiếp theo nhá, chọn Việt Nam. Bởi vì sao mình biết lỗ hổng của nó? Bởi vì cái bước này này, đây, cái bước này mình đã kết nối Wi-Fi rồi nhá. Mình sẽ bỏ qua Wi-Fi cho anh em xem thử này. Đây, mình sẽ xóa Wi-Fi cho anh em xem thử nhá. Đấy nhá, đây này, chỗ này mình sẽ quên đi, xóa mạng đi. Đó, nếu là những chiếc máy Samsung hay là những chiếc máy Android khác ấy thì đa phần nếu mà xóa đi thì mình sẽ không bỏ qua được, đúng không? Nhưng ở đây mình hoàn toàn bỏ qua được nhá. Đó, em nhìn thấy bỏ qua được không? Bỏ qua được, có nghĩa là bỏ qua được bước kết nối Wi-Fi. Đó, một điều khá là thú vị. Nếu là những chiếc Samsung hay chiếc Android khác gần như là chúng ta sẽ không bỏ qua được đâu. Đó, bây giờ mình cứ kích hoạt bình thường nhá. Bỏ qua này. Đó, cứ kích hoạt bình thường để xem nó sẽ bảo sao. Bỏ qua hết đi. Đây, nó sẽ vào đến bước này rồi đúng không? À đây, sẽ vào đến bước này rồi. Đó, ok, cái này vẫn đang bắt là anh em là đăng nhập này. Nó vẫn đang bắt anh em phải đăng nhập. Thì có một cách như này nhá, nó sẽ làm tương tự MIUI 11 và MIUI 10 luôn. Mình làm xem cả hai anh em xem nhá. Bây giờ mình sẽ quay lại này. Này, thiết lập lại nhá, mình sẽ ấn lại này. Đó, ấn vào đây này. Tiếp tục này. Bây giờ bỏ thêm mạng mình vẫn bỏ qua nhá. Nhưng anh lưu ý đến những bước này rất là quan trọng này. Đây này, bỏ qua cái bước tìm sim đi. Tiếp tục này. Chấp nhận này. Đây, đến cái bước này quan trọng nha, cái bước này thêm mật khẩu màn hình đúng không? Bởi vì là Google nó có một cái mở rất là hay, hình như là từ Android 8 hay Android 9 trở lên đấy. Có nghĩa là nếu mà biết được mật khẩu màn hình thì cũng sẽ vượt qua được bước cài đặt Google. Đấy, chiếc máy MIUI 10 nó đang báo là chưa đăng nhập nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ đặt mật khẩu màn hình này. Đặt một cái hình vẽ đi. Đó, để xem nhá, nó sẽ có một điều thú vị. Để chữ Z đây kìa. Đó, sang mình tiếp.
Đó, ok nhá. Ok, để được màn hình của mình rồi. Đó, bây giờ ấn vào này. Nó vẫn đang yêu cầu lại nhá, lại tiếp đặt lại nhá. Bỏ qua đã, tiếp tục này. Tiếp tục này. Tiếp tục này. Bây giờ mình sẽ kết nối wifi. Đó, bây giờ mình sẽ kết nối wifi nhá. Bây giờ mình sẽ kết nối wifi này. Đó, tiếp tục này. Tiếp tục này. Bỏ qua này. Ok, bây giờ nó kết nối wifi rồi, đã kiểm tra nhá. Bây giờ mình sẽ để lên một chút này. Đó, trên menu 10 nó báo rồi. Đó, anh em thấy không? Không có tài khoản Google sẽ không vào bên trong. Rất là nhiều anh em đau đầu trong bước này, đúng không? Bây giờ chiếc máy này nó kích hoạt đây rồi nhá, ấn vào khâu sao chép này. Đó. Nó lại kiểm tra thông tin. Bây giờ nó hỏi mật khẩu màn hình. Và anh em nhớ là cái mật khẩu anh em vừa đặt đúng không? Chữ Z đúng không? Đó. Và kiểm tra thông tin. Đó, thế là bước bỏ qua được bước đăng nhập Google luôn. Đó, anh nhìn thấy bỏ qua không? Đó, bỏ qua này. Xem tiếp này, chấp nhận này. Ok này. Đó. Bỏ qua ngay luôn này. Nếu có Mi Cloud nó sẽ hỏi lại, nhưng mà bây giờ mình không có Mi Cloud. Có Mi Cloud thì mình chưa biết cách phá. Thế nên anh em đừng hỏi mình nhá. Đó. Ok, xong. Đã vào bên trong. Đó, đã vào bên trong bình thường và bây giờ thì đơn giản thôi, lại đăng nhập tài khoản Google mới vào để sử dụng. Đúng không? Sử dụng bình thường và không liên quan đến tài khoản Google cũ nữa. Đó, anh em thấy không? Cái bảo mật Google của Xiaomi nó như một trò đùa. Nó quá là dễ phá luôn. Đó, đây là MIUI 12 mới nhất anh em nhé. MIUI 12 mới nhất. Còn MIUI 10 bản cũ thì sao? Mình rất là lo ngại. Vấn đề là bản cũ thì khó phá. Nhưng mà mình làm với MIUI 11 hay là MIUI 10 thì tương tự như MIUI 12 luôn. Ok, mình làm lại nhá. Tiếp tục này. Bây giờ mình đang tắt wifi rồi đúng không? Anh em lưu ý là bước này không được bật wifi nhá. Bỏ qua, tiếp tục. Bỏ qua. Nhá. À, bỏ qua cái này đi. Chứ nếu mà anh em bật wifi thì nó sẽ không có đến cái bước này, nó sẽ không có bước đặt mật khẩu này. Phải tắt wifi thì mới có cái bước đặt mật khẩu đấy nhá. Bây giờ mình lại đặt mật khẩu tiếp. Đây. Đấy, ok, chữ Z. Chữ Z tiếp. Xác nhận này. Đó. Bây giờ thì vào đây tất nhiên là nó lại yêu cầu anh em thiết lập rồi đúng không? Thiết lập tài khoản Google đúng không? Mình nhấn lại nhá. Lại thiết lập lại này, vào đây này. Tiếp tục này. Tiếp tục này. Đó, bây giờ mình sẽ kết nối wifi. Đó, có nghĩa là MIUI 11 cũng làm luôn. Tiếp tục. À, MIUI 10 và 11 cũng làm được luôn. Bỏ qua. Đó. Kiểm tra nhá. Không sao chép nhá. Rồi nhanh. Không mất thời gian anh em đợi. Đó, bây giờ nó sẽ hỏi cái mật khẩu mà anh em vừa đặt đấy, nó một khẩu mật khẩu này. Anh em viết cái mật khẩu anh em vừa đặt vào. Đó, anh em thấy ok chưa? Bỏ qua đăng nhập Google chưa? Đó, bỏ qua nhá. Rất là đơn giản để có thể phá được cái mật khẩu của phá có bước kích hoạt Google luôn. Quá là như trò đùa. Đó. Bỏ qua này. Ok chưa anh em? Đã vào hành chính chưa? Đó, sử dụng bình thường nhá. Đó, bây giờ đăng nhập Google vào tài khoản Google và sử dụng bình thường thôi. Đó, ngày trước thì có những anh em không thể nào mà phá được tài khoản Google và bắt buộc là lại chạy ROM Trung Quốc để dùng tiếng Anh và cài Google và lên bình thường để sử dụng. Bởi vì không thể nào mà phá được. Nhưng mà hy vọng anh em xem clip này của mình và anh em áp dụng, anh em có thể phá được, anh em sử dụng bình thường. Mình lưu ý một lần nữa là khi mà phá tài khoản Google ấy, thì không có thể đăng nhập tài khoản Google lại và sử dụng được. Có nghĩa là anh em không lo cái vấn đề nhiều anh em bảo là bây giờ vượt qua bước tài khoản Google thì không thể đăng nhập tài khoản mới được, nhưng hoàn toàn là sai nhá. Có nghĩa là chúng ta vẫn hoàn toàn sử dụng chiếc máy là hoàn toàn bình thường. Cái vấn đề ấy chỉ là tài khoản Xiaomi hoặc là Mi Account ấy thì mình không phá được. Và nếu mà mình có bypass thì được vào bên trong sử dụng được thì không thể đăng nhập được tài khoản Xiaomi mới. Đó, còn Google thì anh em hoàn toàn sử dụng bình thường. Nó đơn giản như vậy thôi. Đấy, cái bảo mật mình muốn nói một lần nữa là cái bảo mật của Google trên Xiaomi nó như một trò đùa. Nó chẳng có gì hay cả. Có nghĩa là bảo mật không cao một chút nào cả, anh em có thể phá được. Nhưng không vì lý do đó mà chúng ta không dùng Xiaomi, bởi vì bảo chúng ta sẽ sử dụng cái Mi Account dùng để bảo mật Xiaomi thì nó vô cùng an toàn luôn. Nó còn an toàn hơn cả Samsung Account của Samsung luôn. Đó, cái này thì mình chỉ hướng dẫn cho Xiaomi thôi nhá. Thế nên là anh em mà làm cho Samsung hay là làm cho Oppo hay làm cho Huawei các thứ thì nó sẽ có cách khác. Chứ nó không phải là nó chỉ dùng được, không phải dùng được như thế này đâu nhá. Anh em lưu ý mình như vậy. Đó, thế nếu anh em nào mà xem clip này anh em thấy hay và hữu ích thì cho mình một like và chia sẻ mọi người cũng biết để ủng hộ mình nhá.
Còn nếu mà được nhận được nhiều subscribe cũng như là comment của anh em ấy thì mình sẽ làm tiếp một cách phá Google những chiếc máy khác để anh em có thể là sử dụng được chiếc máy của anh em trong trường hợp anh em quên Google. Đó, đơn giản vậy thôi. Thì lại nữa là hiện tại bên mình có kinh doanh hai sản phẩm này. Đó là Redmi K20 và Redmi K20 Pro bản full box trả bảo hành, có nghĩa là cũng là máy mới hoàn toàn nhưng mà nó không phải là máy thương mại bình thường. Nhưng mà chỉ là hàng trả bảo hành thôi. Hoàn toàn chưa sử dụng và đã cài được tiếng Việt cho anh em phải sử dụng rồi. Thế nên anh em không phải lo, vấn đề anh em mua từ xa anh em không phải lo là không có tiếng Việt đâu nhá. Bên mình thì ship COD toàn quốc. Thế nên là anh em nào mà thích thì cứ comment vào video này hoặc là cứ inbox vào Facebook thì bên mình sẽ ship toàn quốc cho anh em nhận được hàng và phải thanh toán nhá. Và bên mình sẽ bảo hành những chiếc máy này hoàn toàn là 12 tháng, đầy đủ là cả nguồn màn hình, vân tay, pin piếc. Các bên khác là gần như nó không bảo hành những cái lỗi đầu nhưng bên mình sẽ bảo hành đầy đủ cho anh em hoàn toàn yên tâm. Với những chiếc máy trả bảo hành này hay thậm chí với những chiếc máy mới xách tay bên mình bảo hành đầy đủ 12 tháng những cái lỗi đấy cho anh em nhá. Đó, anh em thấy hay thì nói lại nữa, anh em thấy hay thì nhớ cho mình một like và chia sẻ mọi người xem, nhớ subscribe kênh YouTube của mình nhá. Cảm ơn anh em xem clip. Chào tạm biệt anh em. Bye bye.